Xin chào tất cả các khách hàng yêu quý của Dicarara Beauty ạ. Và chuyên gia của chúng tôi thì vừa thực hiện xong một ca lông mày cho một bạn gái rất là xinh đẹp. Bạn ấy tên là Trinh và chúng ta cùng trò chuyện với bạn ấy một lát nhé. Chào Trinh, có thể giới thiệu cho mọi người theo dõi livestream và biết qua về bản thân mình không? Em tên là Trinh. Hiện tại em đang ở Hà Nội. Vậy theo như chị được biết thì Trinh vừa mới trải nghiệm xong cái dịch vụ headshot tại DK, thì Trinh có thể chia sẻ cái tình trạng lông mày cũ của Trinh được không? Lông mày cũ của em là nhiều lông tơ mà em đã từng làm ở nơi khác rồi. Từng đi khác cách đây 3 năm bị đỏ. Bị đỏ, rất là đỏ. Cái nguyên nhân mà cái lúc mình mực của mình bị đỏ là do trong cái thành phần mực này có chứa kim loại, chứa những cái tạp chất, cho nên là khi mà trải qua cái thời gian thì cái màu mực của mình bị trổ sang màu khác. Nhưng mà tuy nhiên thì bây giờ bạn Trinh đã có một cái cặp lông mày rất là mới và rất là tự nhiên rồi, và xin mời máy quay quan sát hơn một chút nữa để xem cái cặp lông mày mới của bạn ấy nhé. Có thể thấy thì về cái phần lông mày của Trinh này thì hầu như là không có, rất là ít lông mày, và ngoài ra những cái lông mà ở đây chỉ là lông tơ thôi. Đó, vậy nhưng mà Master Mommy Vương của chúng tôi thì đã thiết kế cho bạn Trinh một cặp lông mày nhìn rất là tự nhiên, và nhìn như thế này thì chắc chắn là không ai có thể nhận ra đây là một cặp lông mày sửa. Vậy theo như chị được biết thì Trinh đã sử dụng hút liệu trình laser tại DK. Vậy trong quá trình laser thì Trinh cảm thấy thế nào? Em cảm thấy bình thường, không có cảm giác gì. Và cái phần da của em sau khi mà hút thì cũng không có ảnh hưởng, lông thì vẫn bình thường. Trong quá trình hút laser thì Trinh có cảm thấy đau hay là khó chịu gì không? Không ạ. Như mọi người thấy thì bạn Trinh đã sử dụng dịch vụ Silizer Picomax để hút sạch đi cái mực cũ lông mày của mình. Đó, nhưng mọi người có thể thấy là cái vùng da của bạn ấy không hề bị ảnh hưởng. Vì với cái công nghệ Silizer Picomax tại DK thì đây DK tự tin sở hữu công nghệ này là công nghệ số 1 miền Bắc, 100% an toàn và không hề gây ảnh hưởng cho da, và đặc biệt là không hề bị cháy trụ lông. Và sau khi mà được làm cặp lông mày mới như thế này thì chị cảm thấy thế nào? Em mời chị xem gương nhé. Bây giờ chị đã có một cặp lông mày mới rồi, chị thấy thế nào? Em rất là ưng. Về dáng lông mày này cũng như là về cái cách xếp sợi đó thì chị có thấy nó khác nhiều so với lông mày trước của mình không? Có, nó sợi thật hơn ạ. Tự nhiên em rất là nhiều đúng không? Và sau khi trải nghiệm xong combo 2 dịch vụ tại DK thì Trinh có cái điều gì muốn gửi gắm, có nhận xét gì về cách phục vụ của DK không? Em rất là hài lòng về cách phục vụ của DK, cách chăm sóc em từ khi vào bước vào đến khi làm xong dịch vụ. Và em cảm ơn chị Ngân Vương đã giúp em có một đôi lông mày tự nhiên. Cảm ơn những chia sẻ của bạn Trinh rất là nhiều. Và bây giờ thì bạn Trinh thay vì một cặp lông mày thưa này và bị trổ đỏ, thì bây giờ bạn Trinh đã có một cặp lông mày mới rất là tự nhiên và đẹp rồi. Và nhìn bạn ấy bây giờ là rạng rỡ, hạnh phúc hơn rất là nhiều. Và nếu như mà các khách hàng yêu quý cũng muốn sở hữu những cặp lông mày tự nhiên và đẹp như thế này, thì các chị em hãy nhanh tay tận tình check các fanpage, hoặc là có thể gọi điện số hotline 0912310000 để có thể những tư vấn của chúng tôi có thể tư vấn tận tình cho tất cả các chị em nhé. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi livestream ngày hôm nay ạ. Xin chào cả nhà.